chào mừng tất cả các bạn đã đến với Sốc Ác chính thức của Sĩ Kẹo. Sốc Sĩ Kẹo.vn, uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, và lại là Kẹo đây. Hello mọi người và xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại. Một thanh niên lên bản điểm số đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nhé. Ê, chưa nhảy dù xuống kìa. Ôi thương đấy bạn ơi, tớ thương bạn quá. Bạn đâu rồi? Ê, kìa, ê. Thế là xong nha. Hai thanh niên lên bảng điểm số rất là nhanh và rất là dễ. Ok, thì chuỗi cái video gần đây là mình đang tập bắn 3 ngón. Thế nên là thi thoảng mới chơi 3 ngón thôi anh em ạ. Các bạn là tập bắn 3 ngón là có một cái nút mình chuyên dùng để nhảy ấy. Nó gần cái ngón cái nó sẽ dễ dàng hơn thôi. Chứ còn là thật ra thì bắn nó cũng chẳng khác gì hai ngón đâu. Thì chia sẻ với anh em thế. Không, anh em lại bảo bắn 3 ngón, 4 ngón nó ghê gớm quá. Còn nếu mà 4 ngón thì cái ngón bên tay trái còn lại sẽ là một cái ngón gần ngón cái là anh em dùng để sử dụng cái nút bắn á. Ok chưa? Yeah. Và ê, thằng nào ở trên kia vậy? Bình tĩnh nào. Đợi Kẹo lên trên xíu nhá. Ok chưa? Yeah. Đâu rồi? Những người anh em của tôi. Tôi thề bây giờ chắc là công trốn đúng không? Phải rồi. Và hiện tại thì kênh Sĩ Kẹo đang bị mất đề xuất. Thế nên là mình có tạo một cái kênh mới tên là Sĩ Kẹo TV. Thì cái link kênh mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhá. Nhờ các bạn có thể là đăng ký kênh mới ủng hộ Kẹo nhá. Thank you các bạn rất là nhiều. Ok. Nhưng mà có thấy ai đâu. Ê, thế là không phải cả nhà này rồi. Vâng, hiện tại thì mình chỉ có mỗi cái cây M4A1. Thế nên là hiện tại thì Kẹo hơi bị xoắn quẩy. Thề với anh em luôn. Có mỗi một cây rồi bắn ai? Ai bắn? Ê, có người. Nào, ăn đạn M4A1 đi em ơi. Ô, cái gì đấy? Phải, mà bị người cơ. Ê, đừng nha. Chạy lẹ, không là bắn chết anh em ơi. Nó cầm MP cơ mà. Mình lại nhặt được hai cây súng trượt, lại có cả thêm cây Farmat nữa thì thôi. Biết nói gì nữa anh em ơi, từ đây hỏng hết bánh kẹo rồi nào. Ê, mấy thanh niên, đâu rồi? Nó chạy mẹ ở anh em ơi. Nó sợ tôi rồi, nó chạy rồi. Nên là nó không có ở đây đâu. À, MP đây rồi. Được nha. Có MP rồi, bây giờ bạn, à, bạn ở trên đúng không? Rồi, bình tĩnh, slow. Này, tí vỡ đầu nhá. Nào, slow bạn ơi. À, giỏi. Nào, làm sao? Ui, máu trâu thế nhở? Trâu này. Trâu là trâu thế nào? Yeah. Easy game anh em. Ok, rất nhiều đạn luôn. Được có ló nhở? Hợp lý. Vâng, với quả combo một súng trường, một cái súng tiểu liên thì đủ để có thể là cho Kẹo leo rank được rồi. Ngại gì đâu. Nhưng mà hình như là ở tháp đồng hồ tầm này là xử hết người rồi không ạ? Không thấy thêm thanh niên nào nữa cả. Chắc là mấy anh em lại chạy qua khu khác rồi. Nên là Kẹo cũng sẽ chuẩn bị phải let's go thôi. Nhưng mà xem là còn cái đồ gì nữa hay không là chúng ta sẽ lượm nốt cái đã. Wow. Không có gì cả. Vãi. Vắng quá ta. Ê, cũng ngây. Đúng kìa. Ê, cái gì đấy? Ơ, có phải là bạn bị mẹ ganh đúng không? Chắc là thanh niên đang kiểu như là chơi game xong bị mẹ sa đi mua đồ rồi. Hôm nay chủ nhật mà. Ôi, thanh niên. Ai lại như thế bao giờ? Riêng Kẹo là Kẹo cũng cảm thấy là chịu bạn đấy đấy. Ê, làm sao đấy? Ơ, cái gì đấy? Ơ, lại còn ngồi xuống à? Tính gạ team up với mình cơ. Và ai cả tính gạ team up. Thôi, mình xin bạn ơi. Chơi game chân chính nhá. Không có gạ team up gì hết trơn á. Ok. Chia buồn với những người anh em đã bị Kẹo cho lên đường khá là sớm ấy. Nhã nhàng có 5 người anh em phải lên đường sớm rồi. Đúng quả 5 anh em trên một chiếc xe tăng. Được nè. AK dòng lửa 4x này. Quả nòng súng 3 thì anh em còn nói gì nữa đi. Ui. Thế này anh em lại bỏ súng xịn đi. Nào. Ê. Nó chạy đâu ấy nhở? Hay là mắt tôi bị quáng thôi anh em. Tuy nhiên tôi thấy như là ở cái căn nhà Doraemon trước mặt có người hay sao ạ? Kiểu như là chắc tôi bị quáng thôi anh em ạ. Thôi, tạm thời lượn lờ qua đây xíu này. Mà mình nghĩ là thôi đu dây luôn anh em. Đu dây lên cổng trời để còn kiếm thêm mạng chứ ở đây với cái khu dân cư xong rồi mấy cái thằng địch nó cũng không đến nữa thì thua. Yeah. Nào. Chưa có thấy ai á. Khả năng thì căn nhà đá này chắc chắn là không có người đâu. Ê, ở dưới.
ở dưới nhá, vừa thấy thằng nào bắn rồi mày chết với anh nhá, ở đây đúng không? Nào trốn đi em, trốn đi em ơi, ê trốn đi. À đây rồi. Ui có phải cậu đang trêu đùa tớ đúng không? À dụng một keo nhanh quá nhở, khá quá nhở. Nào đừng bỏ mẹo, đứng ở dưới dễ bắt đầu lắm anh em ơi, nên là chắc là mình sẽ phải đứng đây thôi. Ui rồi, thanh niên sợ chưa, sợ không? Có sợ không bạn ơi? Khá quá nhở, nó chạy đâu rồi? Ui nó lại trốn sau bông keo của mình á? Ê này, bỏ mẹ bắn ghê thế bạn ơi. Nào bình tĩnh này, ê nó lên rồi, bỡ đầu lên à, lên luôn em, xuống làm gì rồi lại phải lên. chia buồn nhá. Thì kẹo sẽ ngồi đây tranh thủ cuốn đầy máu cái đã, cuốn đầy cây anh em ơi, chơi game cho nó tự tin đúng không, chơi game cho nó có động lực, quá là điều hợp lý luôn. Ok thấy ổn rồi đó, được luôn các người nghe. Nào xuống đây thôi. Ê chúng ta có gì đây? Được nhở, tầm này là kẹo hơi bị nhiều túi máu nhá, 7 túi máu cơ, quá hợp lý. Ê gì kìa, áo đỏ à? Ui áo đỏ này chi bao 1k 1k, vâng quả tên hài hước thật. Áo đỏ thì áo đỏ chạy đi đâu. Thì hôm nay vẫn là cái mục tiêu leo rank thôi anh em, mấy hôm nay lười quá vẫn đang ở bạch kim, cố gắng leo lên kim cương cái anh em cho nó đỡ lười đúng không? Thôi anh em bảo tôi, thật ra thì một ngày kẹo chắc là buổi tối thời gian mới chơi game nhiều thôi, còn lại thì ngày chắc làm 1-2 trận game chứ chơi game cũng không có nhiều, cơ bản là cũng bận miết mà. Nên là nếu như các bạn thấy video của kẹo hay thì các bạn đừng quên để lại cho video một lượt like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Ngoài ra đừng quên chia sẻ video nhá. Thằng nào vừa bắn kẹo ấy, cáu vậy. Nào, à mà hôm nay chủ nhật anh em có đi chơi đâu không nhở? Không à, thứ hai là ngày đầu tuần anh em lại phải đi học là hơi bị sâu xé đó, hơi bị buồn đó. Đây, anh em theo tôi nhá. Nào, thanh niên, chủ đâu rồi em ơi? Wow. Lạ nhỉ? Hơi lạ nhá. Từ. Mình nghĩ là nó ở trên tròi anh em ơi, khả năng nó ở trên tròi nhá. Nào, xuống đây bạn ơi. Không xuống à? Nhờ nào. À đây. Úi dồi ôi, làm sao? Chạy nổi không em ơi? Nào, ơ kìa. thế nên chạy cuồng ấy bạn ơi, bình tĩnh nào bạn ơi. Nào bạn ơi. Úi dồi, dựng bóng keo quá. Sợ quá. Ôi, one shot nhẹ nhàng. Cái này thì kẹo mới tập one shot bằng cái cây shotgun nên là thật ra nói với anh em cũng chưa quen lắm, nhưng mà không sao, cố gắng tập luyện nhau. Ua AK full trang bị tím anh em thấy kinh khủng không ạ? Được luôn nhở, quả AK full trang bị tím anh em thấy gắt không ạ? Quá là điều bình thường luôn, nhưng mà ở cái này UAV. Ui một đứa ngay sau lưng mình kìa. Vai ô bạn ơi, bạn làm tớ bất ngờ đấy này. Ông nó giữ ông keo. Phải thở game. Rồi. Bình tĩnh đi người anh em. Nào, xuống đây bạn ơi. Nhà ma nó chạy. Nào, nhờ. Từ anh em ơi, tôi lên trên cạnh. Đừng bạn ơi. Đừng nhé bạn nhé, chuẩn bị này, canh quả liệu này. Nào, chuẩn bị ăn. Ô, lỗi. Phải để hơi lỗi tí anh em ơi. Đây tôi canh lại cho anh em thấy này, thằng này trốn bằng niềm tin và hy vọng. Ô vãi. hơi mít anh em ơi, phải đứng gần hơn tí nữa. Được rồi, nhưng mà để kẹo quần máu đã. Nào đây nhá, lại nhá, phát này không ăn nữa tôi xóa game này. Ôi bỏ mẹo rồi, thôi không xóa game đâu. Bùm này mít một phát anh em ạ, tí nữa thì bảo anh em là xóa game nhưng mà kẹo trêu thế thôi, chứ còn là xóa game là cái gì mà chơi. YouTuber Free Fire để không chơi game thì đi hỏng anh em ạ, không có được. Ê Zezo đừng nổ, nhưng mà đây tôi sẽ quay trở lại phía thung lũng này nhá. Lúc nãy là kẹo thấy là có một thanh niên ở ngay vị trí này, nhưng mà nào đừng có chạy. À đây. Kìa. Giữ ông keo ạ. Rồi, bình tĩnh không ấy, làm sao từ anh em ấy, giữ ông keo chạy lại đến gần, hay là thử phát này one shot thử coi nào. Sau gần đây rồi, thử one shot cái anh em nhá, xem là không biết là có vỡ đầu hay không. Dựa bóng keo cẩn thận nào bạn ơi. Ê ui rồi, lỗi rồi. Ra đây bạn ơi. Ui bỏ mẹ ơi, thằng bé bắn rát quá anh em. Bỏ mẹ, từ bạn ơi. Ê bạn phải này, lên bảng. Không one shot được, nhưng mà bắn 22 viên mới chết thanh niên.
Phải chơi anh em ơi, kẹo đang tập chơi ba ngón nên là bắn rất là ngáo luôn, chưa có chơi hay á. Ok, nhưng mà kẹo sẽ cố gắng tập luyện cái này. Yeah. Tới đây có mấy đây? Wow, tức là chúng ta còn lại 5 người chơi đấy không? Ui quả thanh niên, nhiều bóng keo vãi. Tha hồ anh em, tới tuần này thì kẹo có tận 12 trái bóng keo rồi. Có người à? Kìa. Rồi nhá, thằng nào cái mạng của bố mày. Mày đeo bắn hay rồi, của đứa nó cay mạng mất cay nhỉ. Đậu xanh. Đâu nhỉ? Khó chịu quá anh em ơi. Đang bắn hay tự nhiên quả cái mạng. Cay thật. Thế bây giờ bạn đang ở đâu? Bạn ra đây hộ mình cái này. Thế ở trên này đúng không ta? Mình vừa thấy thằng nào thấp thoáng ở quanh đây. Nào, trốn nổi không em ơi? Nàng ở đâu? Bạn ở đâu? À đây. Áo trắng làm cho anh em lo lắng hay không? Ui, đừng nhé bạn ơi. Vãi. Thằng này hơi khoai anh em ơi, trên đồi còn có người nữa cơ. Vãi nhờ. Vãi trưởng đấy. Áo trắng này. Úi ồi. Sơ quan tầm này khoảng cách hơi xa nên kẹo không có bắn headshot được nó, nhưng mà đây, nhờ bóng keo mình anh em. Dựng lên. Đây, bây giờ tôi sẽ thi triển võ công cho anh em thấy nhá. Nào. Lựu đạn đây em. Ôi rồi. Câu quả lựu hơi lâu. Yeah. Lên luôn anh em ơi, xử nó. À, chắc là nó ở ngay phía trước kia. Rồi bạn ơi, cho bạn nếm thử lựu đạn nhá. Căn giờ đàng hoàng này, chạy đi. À, chạy à? Thế nên chạy không nổi anh em ạ. Ui, thả tim bạn nhá. Chưa buồn nhá. Ui, chỗ này có người đúng không? Chỗ này có người đúng không? Hình như là thế. Ma nó ngay sau trụ điện. Ui vãi. Này. Lên ba. Ôi rồi, ôi bạn ơi. Bạn ơi, chán chưa bạn ơi? Yeah. Từ anh em. Thế nên nào ở dưới nhỉ? Bỏ mẹ. Mình tính câu. Câu phải bình tĩnh nghe tôi giải quyết thanh niên này cái đã. Ê, dự một kèo nhanh lắm. Hết sao. Thế là còn lại có thằng cuối không? À, sao chuyện này? Bạn ơi, đừng có chạy bạn ơi. Này, bạn ơi, đừng rong chơi bạn ơi. Anh em chờ tôi cái nhá. Mình là mình biết nó ngay sau phía trụ điện rồi. Bo thu xuống dưới cơ mà. Không win nữa thì chết luôn đi anh em. Chơi game làm cái gì nữa? Cái gì? Lộ vậy? À, dựng bóng keo nha. Bạn ấy từ từ dựng bóng keo chạy xuống nhá. Ui, ăn lựu. No, đừng. Anh ơi, đừng làm như thế, em sợ. À, nhà mình nhiều lựu đạn quá nhở. Này, làm sao? Này, súng lục luôn nhá. Chấp luôn nhá anh em nhá. Dẫn nó xíu anh em ơi, dẫn xíu thôi. Anh em ơi, shotgun sẵn sàng rồi. Vai. Pháo cầm tay này. Ê, giáp mình hơi bị trâu đấy nhá. Ê, yeah. Ui da anh em. Chơi game mà kiểu đau hết cả tim.